Trong hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990, Hội nghị Thành đô được tổ chức tại Tứ Xuyên, quy tụ lãnh đạo cao cấp của hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Cho đến nay vẫn còn để lại trong lòng người dân nhiều câu hỏi về những gì mà hai bên bàn luận. Những khuôn mặt của phía Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng, Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Phía bên kia là Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng với Lý Bằng, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc. Qua hình ảnh những cái bắt tay đi kèm những nụ cười cho biết họ vừa bàn thảo những sự kiện quan trọng, nhưng không ai được đọc hay nghe những gì mà hai bên thỏa thuận bên trong hội nghị. Từ đó đến nay, sự bí mật, hay nói đúng hơn là bưng bít, vẫn bao trùm câu chuyện Thành đô như một vùng cấm của người Cộng sản, mặc dù nội dung của nó liên quan đến vận mệnh quốc gia dân tộc. Lịch sử cho thấy bất cứ sự thỏa hiệp mờ ám nào, dù tinh vi tới đâu cũng bị lật tẩy. Không ai có thể buộc kẻ thù không được công bố những gì mà trong quá khứ đã trót bằng lòng với chúng. Câu chuyện công hàm Phạm Văn Đồng là một thí dụ lớn nhất mà nhà nước có thể lấy làm bài học, vì thời gian dù có bao lâu vẫn không mài mất được chữ ký của một thủ tướng. Công hàm Phạm Văn Đồng do Hà Nội quá lâu không lên tiếng giải bày, khiến Trung Quốc có lợi thế như một yếu tố phân hóa quần chúng, không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền khi xảy ra vấn đề tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Tương tự như vậy, Trung Quốc đã dùng sự mập mờ của Hội nghị Thành đô để bịt miệng lãnh đạo Việt Nam trong hoàn cảnh lịch sử khiến tay họ trót nhúng chàm vì quá tin vào người bạn xã hội chủ nghĩa. Năm 2004, tập hồi ký của nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch cho thấy phần nào sự bí ẩn phía sau khi ông bị Trung Quốc gạt ra khỏi hội nghị vì quan điểm chống Trung Quốc công khai của ông. Yếu tố này một lần nữa chứng minh sự gượng ép của những người đại diện Việt Nam tham gia hội nghị và mãi một phần tư thế kỷ sau đó, bí mật vẫn bao trùm câu chuyện Thành đô. Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang là người từng nhiều lần tiếp xúc với nguyên Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch cho biết. Trung Quốc đây là một cái điều kiện tiên quyết đấy. Tức là Việt Nam mà thực tâm mà muốn bình thường quan hệ và cải thiện quan hệ ngoại giao với Trung Quốc ấy, thì việc đầu tiên là Việt Nam phải là loại bỏ Ngoại trưởng Thạch. Cái đó thì anh ấy nói riêng với tôi, mà sau này thì tôi cũng biết là anh rất nói với những việc công khai ở trong cơ quan Bộ Ngoại giao ấy. Cũng nhiều việc ấy nói với tôi nữa, nhưng mà tôi chưa muốn nói nôm na, chưa dám công bố, vì có thể là những cái việc đó là anh ấy sẽ nói cho anh ấy sẽ biết trong cuốn hồi ký của anh ấy. Anh ấy là người mà rất hiểu Trung Quốc, có thể hiểu tận cái tim gan của Trung Quốc. Ví dụ như Trung Quốc nói rằng là ở Hoàng Sa là có xương của người Trung Quốc ấy, thì anh đập lại bảo là nếu mà cứ căn cứ như thế thì là chính ngay thủ đô Hà Nội cũng sẽ là đất của Trung Quốc, bởi vì là Hòa Đông La có rất nhiều xương của người Trung Quốc. Sau xưa ở Việt Nam bị vua Quang Trung tiêu diệt ấy, rất thành cả một cái gò như thế. Nếu căn cứ đấy thì đâu có xương của người Hán, người Trung Quốc, thì đấy là đất của Trung Quốc, thì điều đó là phi khoa học. Tài liệu về hội nghị này hết sức ít ỏi, khiến bao nhiêu học giả muốn nghiên cứu về nó phải chịu thua vì sự trung thành của người trong cuộc. Bí mật càng giữ, sự xuyên tạc sự thật về nó càng khiến người ta tin hơn. Đặc biệt nếu sự xuyên tạc ấy đến công khai từ phía Trung Quốc, khi hai nước chạm trán với nhau trên vấn đề biên cương lãnh thổ. Tờ Thời báo Hoàn Cầu và Tân Hoa Xã vừa cùng nhau công bố những chi tiết mà hai cơ quan này gọi là sự thật về kỷ yếu hội nghị trong những ngày vừa qua với những câu chữ như sau. Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa Cộng sản, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị vốn lâu đời giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp trong quá khứ. Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng tiếp nhận là một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung Quốc tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây. Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm từ năm 1990 đến năm 2020 để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc. Với những từ ngữ tuyên giáo như thế, không ai có thể tin rằng lãnh đạo Việt Nam đã mù quáng đến nỗi đi tới quyết định như vậy, mặc dù sự sụp đổ của Liên Xô đã khiến Đảng Cộng sản Việt Nam phải tìm cách dựa vào Trung Quốc để sống còn. Dù sao thì chủ nghĩa xã hội cũng không thể biến Việt Nam thành một tỉnh tự trị của Trung Quốc, vì ông Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, cộng với Phạm Văn Đồng, không đủ chính danh để ký một văn tự vô giá trị như thế. Tuy nhiên, vì Hà Nội tiếp tục im lặng, nên câu hỏi đã dần dần biến thành sự thật, cho dù chỉ phân nửa sự thật đến từ Hoàn Cầu Thời báo. Phản ứng của nhân sĩ trí thức và tướng lãnh Việt Nam rõ ràng là phẫn nộ, và họ đòi hỏi nhà nước phải bạch hóa sự kiện Thành đô.
Trước tiên là Thiếu tướng Lê Duy Mật, sau đó là Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang cùng nhiều người khác, đã công khai kiến nghị lãnh đạo phải giải thích minh bạch những điều mà Trung Quốc đưa ra như đã từng đưa sự việc công hàm Phạm Văn Đồng, khiến Hà Nội phải ngậm bồ hòn lòng ngọt không thể tiến tới một vụ kiện phản đối Trung Quốc. Nói với chúng tôi, Thiếu tướng Lê Duy Mật cho biết. Vấn đề Thành Đô quan hệ như thế nào, nó ảnh hưởng ra sao và hậu quả của nó như thế nào thì giờ mình cũng chưa thật rõ. Thế cho nên tôi nêu ra vấn đề để các đồng chí lãnh đạo xem xét và đồng thời có ý kiến đối toàn bộ đảng và nhân dân. Thế rồi, không bây giờ thì anh cứ chờ họ xem quan điểm, thái độ và cách giải quyết như thế nào. Còn bây giờ đây mình hắn nêu vấn đề có một vài ví dụ thế rồi, nó là mang theo tính chất chiến lược và của tập thể chứ không phải của một cá nhân nào. Đại tá Nguyễn Đăng Quang không tin vào những thông tin này. Tuy nhiên, theo ông, nếu nhà nước vẫn chủ trương im lặng thì không khác gì trao vũ khí tuyên truyền cho giặc. Ông chia sẻ. Cái thông tin này thì bản thân tôi nghĩ rằng nhé, là không phải là cái thông tin thật, không phải là thật, mà là cái hoàn cầu thời báo nó tung ra để nó gây mâu thuẫn chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam với nhau thôi, và nó gây cái phân hóa trong người dân Việt Nam với nhau. Cái hoàn cầu thời báo thì gây tranh chính mâu thuẫn thì nó không phải là một cơ quan chính của đảng và nhà nước Trung Hoa. Thế cho nên là nó đưa như thế thì là ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Bản thân cá nhân tôi không tin rằng đó là cái sự thật. Thế nhưng mà nếu mà mình im lặng trong cái chuyện này ấy, thì bất lợi cho mình. Phải có một cái kênh thông tin nào đó mình phản bác lại cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà có công bố cho dân biết được cái thỏa thuận đã đạt được nhiều không thì là tôi nghĩ rằng là cũng không phải là chuyện dễ có thể làm cái chuyện đó. Nhưng mà phần nào cũng phải ít nhiều trong mức chừng mực nào đó để cho người dân biết cái chuyện đó. Hội nghị Thành Đô như một giọt nước tràn ly. Đây là cơ hội để nhà nước bạch hóa một sự thật được giữ kín trong suốt 24 năm. Tuy nhiên, bí mật khi đã trở thành gai nhọn, thì cách hay nhất vẫn phải chịu đau mà lấy gai lẻ nó.